Nằm trên đỉnh núi lớn thành phố Vũng Tàu, trạm radar 585, trung đoàn 251 vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ quan sát phát hiện mục tiêu trên biển và không phận thấp trong khu vực được phân công. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ của trạm luôn khắc phục khó khăn, quan sát, phát hiện, quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ bình yên vùng biển được phân công quản lý. Nếu không trực tiếp theo chân kíp đổi ca của cán bộ chiến sĩ trạm radar 585 thì chúng tôi không thấy hết được sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Nhưng với các anh, việc di chuyển trên các con đường đèo dốc như thế này đã thành một kỹ năng quen thuộc. Phiên ca của kiếp trực tại trạm radar 585 được bắt đầu bằng hiệu lệnh tập hợp của đồng chí kiếp trưởng. Tôi phân công nhiệm vụ. Tôi số 1. Đồng chí Trọng. Có. Số 2. Đó. Đồng chí Quê. Có. Trực công ty. Sau khi kiếp trưởng báo cáo người chỉ huy và phân công nhiệm vụ cho các số, các trắc thủ nhanh chóng về vị trí được phân công kiểm tra và mở máy. Trên màn hình radar, thông tin về tàu thuyền hoạt động trên biển chỉ là những chấm xanh nhấp nháy. Nhưng bằng kinh nghiệm quan sát, các anh luôn phán đoán chính xác kiểu loại, tốc độ và hướng đi của các tàu thuyền trong khu vực. Các thông tin về mục tiêu được thể hiện trên bản tiêu đồ và báo cáo về sở chỉ huy một cách nhanh chóng, chính xác. Thì trạm xác định đưa vào các nội dung huấn luyện, đặc biệt chú trọng giữa kết hợp giữa huấn luyện lý thuyết và huấn luyện thực hành, đặc biệt là huấn luyện thực hành trên máy. Bên cạnh đấy thì ngoài những cái nội dung cơ bản, các đồng chí còn bổ túc thêm ngoại khóa và bồi dưỡng trao đổi kiến thức giữa các đồng chí đã nắm chắc kiến thức với các đồng chí vừa mới về đơn vị, để các đồng chí là nắm chắc được tính năng kỹ chiến thuật của máy thì áp dụng thực tế vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Còn đây là buổi huấn luyện tiêu đồ của các trắc thủ radar trạm. Bằng kinh nghiệm công tác của mình, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Minh, trưởng ngành radar, đã hướng dẫn tỉ mỉ cho các đồng chí mới về đơn vị từng thao tác. Các mục tiêu đang hoạt động trong khu vực quan sát đều đã được mã hóa để các trắc thủ nhanh chóng xác định được quá trình vận động của từng mục tiêu trên hải đồ. Để huấn luyện tốt cái nội dung tiêu đồ này thì chúng tôi phải chuẩn bị tốt về giáo án, lý thuyết, cái động tác thực hành thì chúng tôi phải chỉ tận tay và chỉ từng đồng chí một, đi từ cái nội dung dễ đến cái nội dung khó để tạo cho các đồng chí cái động tác nhanh, nhẹn và chính xác. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đây là thiết bị quang điện tử. Thiết bị này có thể quan sát cả ban ngày và ban đêm và cự ly quan sát là 20 hải lý. Thiết bị rất hữu ích cho cán bộ chiến sĩ radar quan sát phát hiện mục tiêu trên biển cả ban ngày và ban đêm. Với những khí tài hiện đại được trên quan tâm đầu tư, cùng với quyết tâm vượt khó của cán bộ chiến sĩ, năm vừa qua và 9 tháng đầu năm 2020, trạm radar 585 đã phát hiện được hơn 10.000 tốp mục tiêu với trên 5 vạn chiếc tàu thuyền các loại, trong đó có những mục tiêu tàu buôn, tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển của ta. Cán bộ nhân viên của trạm phát hiện kịp thời, báo cáo về sở chỉ huy các cấp và phối hợp với lực lượng biên phòng địa phương để xử lý theo đúng pháp luật.